Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Chiều nay 11 tháng 9, vị trí tâm bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương khoảng từ 75 tới 90 km/h, giật cấp 11. Trong những giờ tiếp theo thì dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây và mỗi giờ thì sẽ đi được từ 5 cho tới 10 km. Đến 1 giờ sáng ngày mai 12 tháng 9, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, sau đó thì đổ bộ vào đất liền thuộc các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 5 ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm các huyện đảo như là Lý Sơn, Cồn Cỏ hay Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 4 tới 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo từ nay cho tới ngày mai 12 tháng 9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, và khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên thì sẽ có gió giật cấp 7, cấp 8. Trên đất liền thì nhiều tỉnh thành có mưa to đến rất to, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới khu vực Bình Định, cả Kon Tum, Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở mức cấp độ 3. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 2 cho tới 4 mét, biển động. Hiện nay, thì bà con tại nhiều địa phương đã tiến hành các biện pháp bảo vệ cho vườn rau màu trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, thì nguy cơ thiệt hại vẫn là hiện hữu. Sau bão, đối với những diện tích rau đã bị dập nát hoàn toàn, bà con nên nhổ bỏ để trồng lại lứa mới. Còn với những diện tích rau đã bị ngập úng nhưng có khả năng phục hồi, thì sau khi nước rút, bà con cần tiến hành thu dọn tàn dư, xới sào đất và xử lý vôi với lượng 25kg một sào. Đối với những diện tích rau bị ảnh hưởng nhẹ, thì bà con cần thoát nước tốt và xới sáo bề mặt đất cho thông thoáng. Sau đó thì bón phân DAP hoặc phân bón lá cho rau sớm phục hồi. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.